cái tính thú của tụi nó tụi lộ ra là nó nhai tươi nước sống người ta. Sáu đây nè, anh em cũng có một cái thông tin cực kỳ nóng luôn để chia sẻ của chú anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Tài ha, và cũng như là cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Tin Ba Mèo. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 ha, giờ này cũng gần 4 giờ chiều rồi, nửa tiếng nữa là 4 giờ chiều rồi cả nhà. Mình chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ nha, sức khỏe bình an. Và hai anh em lên đây để cập nhật những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Và buổi chiều hôm nay một thông tin cực kỳ là nóng hổi, một thông tin quá là sốc luôn cô chú anh chị. Coi như là những đối tượng mà hại chị Ni đã dần lộ diện rồi. Đúng rồi, thả lửa ra thì cả nhà mình cũng biết rằng là chị Ni gặp nạn ở bên Mã Lai. Thì cái người đầu tiên mà cái người mà gọi là thì coi như là 99.99% gì đó là cu cao đó, mọi người hay gọi là cu cao đó, tử cung đó cô chú anh chị. Đó thì nó mới đăng bài, nó chia sẻ hình ảnh của chị Ni, mà tấm hình đó thì chụp lén chụp lúc đâu ở bên Mã Lai, ở bên sân bay Mã Lai đó. Đó đó là thông tin bên đó. Rồi có tiếp theo là nó lên một cái bài chia sẻ trên trang cá nhân của nó, nó ghi là Nguyễn Thị Minh Thái, cô chú anh chị mình cũng biết rồi. Tên đó là tên của chị Ni và cũng như là hình ảnh của chị Ni. Thì nó lộ thông tin cái vé máy bay và cũng như là cái chặng bay, cái chuyến bay và cái hành trình bay của chị Ni. Thì cô chú anh chị biết làm gì mà nó đưa chị Ni vào cái con đường gọi là hủ tờ, đưa con đường hủ tờ nó quá bình thường của chú anh chị. Nó đưa chị Ni vào cái con đường gọi là muốn triệt hạ chị Ni, một người mà có cái lòng độc ác và giả tâm như vậy. Thì cô chú anh chị mình đó là một cái thành phần rất là nguy hiểm cho xã hội, cần phải làm cho đến nơi đến chốn. Chị Ni mấy ngày hôm nay á, thì chị Ni sẽ tập trung vào cái công việc là coi như là tìm chứng cứ ha, tìm chứng cứ và cũng như là đưa cái thằng này lên cơ quan chức năng pháp lý để làm cho triệt để xóa đi cái tệ nạn của xã hội, xóa đi cái gọi là cái bại hoại của xã hội và một cái gọi là cái con người mà nguy hiểm cho của xã hội đó nha. Nó có thể làm chị Ni, và nếu nó đắc thắng á, thì nó có thể làm cho nhiều người khác nữa cả nhà. Cái thằng này không thể nào mà tha thứ cho nó được. Thật sự trong lòng mỗi con người ai đều cũng có một cái tấm lòng gọi là nhân từ ha, ai cũng có một cái lòng nhân từ hết. Nhưng đối với cái thằng này á, thì nó lại đó là thông tin của chị Ni, và cũng như là muốn chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình biết được là cái thông tin đó chắc chắn là chị Ni sẽ làm đến nơi đến chốn, ra ngô ra khoai rồi. Và cũng như là thông tin này á, là tất cả cô chú anh chị trong cộng đồng mạng á, yêu thương ủng hộ cho chị Ni là cũng đồng tình ý kiến và cũng như là có những lời chia sẻ là mong muốn chị Ni làm cho đến nơi đến chốn để cho cái thằng này phải trả giá thật là đắt đó. Mặc dù mình biết rằng á, mình làm như vậy thì trong nhiều khi mình cũng thấy mình đưa nó vào cái con đường hủ tờ, mình đưa nó vào cái con đường gọi là tránh xa với cuộc sống hàng ngày đó, coi như là mất quyền bốn bức tường đó, bức tường tối. Mình thấy nó cũng thương tội tội cái nhà mình, không nợ không đành lòng, nhưng mình gọi là cái câu mình dùng gọi là mình nhân nhượng với cả thù, chính là mình đang hại bản thân của mình. Đúng rồi. Không nên nhân nhượng với cả thù cả nhà, tại vì nó đã đưa chị Ni vào cái con đường hủ tờ rồi và cũng như là muốn triệt hạ chị Ni rồi, nó đã làm trước rồi thì không có lấy lý do gì và cũng như là không có cần gì phải nhân nhượng với nó được. Mình phải làm cho triệt để, làm tới nơi đến chốn luôn chú anh chị ha. Đó thì chứng cứ chị Ni cũng đã đi thu thập và cũng như là đến cái phòng vé máy bay là phải hỏi trực tiếp mà cái nơi bán vé vì sao lại tiết lộ thông tin cho của chị Ni cho người khác biết được và hành trình bay của chị Ni. Thật sự rất là nguy hiểm mà cả nhà, chẳng những nguy hiểm tới tới đường bay, ảnh hưởng tới gọi là tính mạng của chị Ni mà cũng như là những người thân của chị Ni, bên cạnh những người của chị Ni nữa, rất là nguy hiểm nha. Thì em tin chắc rằng á là phía sau cái thằng này nó chắc chắn là có một cái thế lực nào chống lưng cho nó, chứ nó không thể nào mà nó tự nhiên nó làm như cái này. Phải có một cái thế lực nào bơm máu cho nó mới mạnh miệng như vậy, đúng không cả nhà? Nó cũng giống như con heo vậy thôi. Giống như con heo lúc trước thì cả nhà thấy không, con heo nó rất là bình thường. Con heo nó nghèo sơ nghèo sát cả nhà, nó nghèo tới nỗi mà gọi là phải đi xin tiền người ta để gọi là trả tiền về cái vụ kiện của mẹ con nhà gia kiện đó, phải lên xin tiền, phải quyên góp để xin tiền, có 7 củ rưỡi thôi mà phải xin tiền. Tại biết tại sao mà bây giờ nó có tiền không? Tất nhiên nó chửi thê, ai cũng biết. Ngoài cái vấn đề chửi thê đó thì còn có người bơm máu cho nó, cho nó đó cô chú anh chị. Em đã từng nói là những cái túi sách của nó mà đeo trên người á chị Ni, nếu mà Ba Miền mà để ý nha, chị Ni có cái túi sách mà giống như cái vali mà đúng rồi, đó đúng rồi, thấy rồi, thì cái con heo nó cũng có cái túi sách giống vậy đó cả nhà.
đó. Ví dụ như là thấy người ta có đó mình nhảy dựng lên đó, ganh tị đó, ganh tị đó, đó. Thì nó đâu đâu ra mà nó có cái đó cô chú anh chị, từ đâu mà nó có cái đó. Nó nghèo sơ nghèo xác lên phải xin tiền để đóng tiền phạt, đóng tiền phí mà bị mẹ con nhà gia kiện đó cô chú anh chị, mình nhớ mà đó, thì có người bơm máu cho nó thôi. Nhưng mà cái người đó ở bên bệnh á, ở bên đảo á thôi nha, em nói nhiều lần rồi cô chú anh chị mình yên tâm đi rồi ha. Tới khi một lúc nào đó mà cái người đó không còn tiền không còn máu nữa thì con heo nó cũng chết đói chết đói thôi, trở thành con heo đói thôi, trở thành một cái thay mà gọi là thay mập mà đầy mỡ mà chết đói cho cô chú chị há mồm ra thôi. Khi mình ví dụ như mình đang nuôi một con heo gì đó mà không có đùi cho nó ăn rau rác hay là cám kia đó, thì nó sẽ đó, nó sẽ ốm dần dần, nó sẽ nó ốm, chết luôn á. Nó ốm lại hả? Nó ốm lại đó. Bây giờ này nó mập rồi đúng không? Bây giờ nó mập bởi vì nó có ăn, có đồ ăn. Sau này nó hết đồ ăn thì nó sẽ ốm lại. Nó sẽ ốm dần dần nó đi á. Nếu mà nó ốm lại á, nó không có đồ ăn thì nó đói, nó đói thì nó ít nói. Nó ít nói ốm. Lúc đó thì còn xương không? Con heo lúc đó thì cũng có vẻ là răng chắc nha, thịt nó chắc hơn xíu, chứ bây giờ thấy mỡ hơi nhiều. Mỡ quá trời mỡ luôn. Chị Ni mới vừa lên bài của chú anh chị, mới vừa chia sẻ một bài thật sự giấu đầu lò đuôi, và cũng như là những đối tượng mà muốn hại chị Ni đã lòi ra rồi. Em đọc cho cô chú anh chị mình xem ha. Chị Ni có chia sẻ một bài viết cách đây 7 phút rồi. Mail bị hack hay sao tự nhiên tin nhắn này nhảy vô mail của Ni KK. Chị Ni chia sẻ ha. Em rời đi, con Ni lên hù vụ vé máy bay. Phía đầu kia đảm bảo IP ảo và delete hết dấu vết. Chị chặn đầu ra nếu có, drama hết vui. Nên em stop làm phụ chị Đại tập trung. Đó, cả nhà mình thấy không ạ? Đây chính là cái mail mà của phía tụi bên kia. Nó nói chuyện với nhau. Nó nói với nhau là có lẽ là cái vụ chị Ni đã không còn vui nữa. Và chị Ni bắt đầu vào điều tra cái vụ vé máy bay. Cho nó tới nơi tới chốn và cũng như là lôi những cái kẻ mà muốn hại chị Ni ra đó cô chú anh chị, nó bị rén. Cái danh từ mà chị Đại hay kêu quen này nó đã bị rén rồi. Nó đã bị rén và nó bỏ chạy. Coi như là tay em đã bỏ chạy. Và bây giờ thì cô chú anh chị mình biết rồi đó, thì sẽ lòi ra cái người đứng phía sau và ai đã thuê, ai đã mướn, ai đã làm chuyện này thì chắc chắn là sẽ lòi ra từ từ thôi cô chú anh chị ha. Ở phía bên kia đó nghe nói là ông Sạc với lại con heo. Ông Sạc với con heo tuyên bố rằng á là đâu đó là khoảng tuần sau là gia đình số 5 sẽ có một cái vụ là biến căn gì đó rất là lớn và sẽ gọi là quay đầu không kịp gì của chú chị, lại tiếp tục hù căn nhà số 5. Thì cả nhà ơi, chị Hồng Loan vẫn rất là vui vẻ đi làm MV buôn bán livestream hàng ngày. Chị Ni, chị Bích Trâm thì cũng vậy cô chú anh chị. Nói chung mọi người bên số 5 rất là vui, nhưng nó lại phao tin đồn. Cả nhà mình có nhớ là những lần mà chị Loan đi hát, đi giao lưu cùng với mọi người ở quán cà phê Bồ Xô Huy Lê mà. Mỗi lần mà có sự kiện gì lớn lớn một xíu á, quan trọng một xíu á, thì tụi nó lại bắt đầu phao tin đồn là người này bị bắt, người kia bị bắt, người này bị giữ lại, người kia bị giữ lại, hoặc là bị này kia nọ biến căn các kiểu. Nó phao tin đồn để mọi người có thể là lo lắng hoang mang và lo sợ thôi cô chú chị. Cả nhà mình cứ tập trung và cũng như là xem tin tức những kênh của anh em mà như là Tin Ba Miền nè, Tài nè, Tăng nè, Phúc Khang rồi đó, những anh chị em mà trước cửa nhà chị Hồng Loan quay thực tế cho cô chú anh chị mình biết được những thông tin chính xác. Hoặc là có thể trên trang cá nhân của chị Hồng Loan, chị Ni, chị Mel, Linh Tý, Bích Trâm hoặc là Bùm Bùm đó, Thành Mỹ rồi cô chú anh chị, những thông tin mà cô chú anh chị mình thấy cho là chính xác và uy tín. Còn những thông tin còn lại thì cô chú anh chị mình có xem để tham khảo và cũng như có thể kiểm tra lại ha cả nhà ha. Đó, để em đọc cho cô chú anh chị mình nghe một vài cái comment, một vài cái bình luận của khán giả nói gì về cái bài viết của chị Ni chia sẻ ha cả nhà. Có khán giả nói là Ni ơi hãy cẩn thận, nó cả nhà thấy không ạ? Cái tụi bên kia đó nó nói chị Ni là Ni ma cô, Ni múa cột, Ni cướp két sắt, các kiểu các thứ. Nhưng mà nó đâu có biết được, nó càng nói á thì khán giả cộng đồng mạng trong và ngoài nước càng yêu thương chị Ni nhiều hơn, càng chửi chị Ni, càng chửi chị Loan thì khán giả lại yêu thương và ủng hộ chị Loan, ủng hộ những mặt hàng chị Loan bán. Rõ ràng không? Ba mình có thấy điều đó không? Thấy nhớ. Nó càng chửi thì mọi người càng yêu thương đúng không? Chị mà thấy á, thì nó còn chửi thì sáng nào xe bưu điện cũng đến nhờ chị Hồng Loan lấy một mấy trăm đơn hàng. Đó. Thì hồi sáng bọn em cũng trực tiếp ở đây cô chú anh chị thấy, cô chú anh chị là thấy em cũng lo rõ những cái hình ảnh video trước nhờ chị Hồng Loan. Thì cô chú anh chị cũng đã rõ nữa lần nữa thì nó lấy thông tin từ đâu, nó lấy thông tin từ bọn em cập nhật với nhà số 5 cho cái cô chú anh chị đó xem, thì nó lấy ra nó đây phân tích và nó bôi nhọ nó
phải tấn công đấy. Đó, thì đây nè, tiếp theo nè, những cái bình luận của khán giả nè. Trời ơi, bà Ni phải hết sức cẩn thận tụi nó nha Ni ơi. Giờ khán giả thì khác thì lại nói là làm cho tới cùng đi, ghét quá trời tụi bên kia. À, có khán giả khác thì nói là chết tụi nó rồi. Rồi ha, một khán giả khác nè, như là một khán giả này là fan cứng luôn nè. Sao lại gửi nhầm địa chỉ vậy hả KK? Nói thật đi, bạn muốn tiết lộ thông tin một cách tình cờ à? Đó, thì khán giả này đang nghi ngờ là cái tay em á, cái tay em đang muốn gọi là quay xe với bên kia, là cũng như là biết được chị Ni á là đang đi, đang đi điều tra ai đã tiết lộ thông tin. Thì cái người này á, chắc chắn là cái người này là cái người tiết lộ thông tin nè. Nó thì đang đi điều tra, nếu mà lôi ra được á thì nó sẽ là cái người liên quan, là cái người dính líu và sẽ bị gọi là một cái hình phạt trước pháp luật, nên nó đã cố tình có thể là làm bộ giả bộ ha, gửi một cái thông tin gì đó cho chị Ni để nhận được cái sự khoan hồng từ chị Ni. Nó cũng có thể là vậy. Bây giờ bắt đầu nó từ từ nó lộ ra và nó rén nó khai rồi cả nhà, không đánh mà khai lại ông tôi ở buổi này đó vậy. À, vui nha, là có một vài thông tin như vậy thì cô chú anh chị mình sắp tới là sẽ có những cái thông tin còn ly kỳ và hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn nữa. Chị Ni em đã nói rồi, chị Ni từ khi mà từ Mã Lai bị nạn ở từ Mã Lai bây giờ Việt Nam đó, cái từ cái thời mà cái thằng gọi là ca sĩ Cà Lâm á, ca sĩ nhạc sĩ Cà Lâm nó nói á, chị Ni mà về được Việt Nam á là nó ăn xịt cộng đồng mạng đó. Mà thấy có ăn đâu? Nó ăn đó, nhưng mà nó giấu. Nó giấu mình ăn đó. Nó ăn từ từ, nhưng mà nó ăn chưa hết được cả nhà. Cộng đồng mạng nhiều lắm, trong nước ngoài nước nhiều lắm cô chú anh chị. Đó, chị Ni sau khi về Việt Nam thì chị Ni nói một câu thật sự em làm cho em nhớ hoài luôn, là một người thật sự quá là tuyệt vời, bản lĩnh luôn cả nhà. Đó là không nói nhiều nữa. Đúng rồi. Làm nhiều hơn. Ít nói mà làm nhiều. Rõ ràng là như vậy, chị Ni đâu có lên đường like đâu cô chú anh chị. Hôm trước thì có lên đường like TikTok của chị Mel thôi, và không có lên YouTube hoặc là trang cá nhân như là Facebook nữa, không có like nữa, và cũng như ít hạn chế ghi những cái status lại, cái nào chính cái nào đáng thì mới ghi đó, để cho cô chú anh chị mình yên tâm, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp video call cho cô chú anh chị mình yên tâm. Như đi vừa gọi đó là live show, cái mini show của Linh Tý tại quán của anh Huy Lê đó, thì tụi nó đồn rằng chị Ni bị giữ lại ở một sân bay nào đó, thì ngay lập tức anh Việt Băng và chị Bích Trâm gọi điện thoại cho chị Ni, gọi video call để thấy hình ảnh, để cho cô chú anh chị mình biết được và yên tâm, an tâm về cái vấn đề là chị Ni an toàn như thế nào đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ chị Ni không lên like nữa nha cả nhà ha. Phải nói là một chị Ni là một người rất là bản lĩnh và tuyệt vời. Hiện tại thì cái drama này á, là cái drama gia đình của số 5 thì cũng sắp gần kết thúc rồi. Em nghĩ là gần kết thúc rồi, trong tháng 11 thì sẽ có kết quả như thế nào đó, sơ thẩm một lần nữa. Rồi kết quả nó sẽ ra sao, có thể là tụi bên kia nếu nó cố tình thì nó sẽ kéo dài bằng những cái đơn kiện nữa hay như thế nào đó cô chú anh chị, thì vẫn chưa biết ha. Pháp luật mà tòa án giải quyết chứ mình cũng không phải là cái người mà gọi là quyết định được, nên chỉ có những cái lời chia sẻ tham khảo thôi đó. Thì còn cái vấn đề mà cái drama của chị Loan gia đình của nghệ sĩ đó thì nó sắp kết thúc, còn bây giờ em nghĩ là sẽ chuyển qua cái drama của chị Ni. Chị Ni sẽ làm tới nơi tới chốn, đúng không, theo ba mẹ nghĩ không, tại vì nó là cái người mà gọi là tấn công chị Ni trước, đúng rồi, phải không? Phải, như cái drama này á cô chú anh chị, drama là drama của gia đình của nghệ sĩ và cũng như là mẹ con nhà Gia, thì mình lên đây mình nói, mình chia sẻ, mình phản biện, bên kia nó nói thì mình phản biện, bên kia nó nói mình phản biện, bên đây nó nói thì nó trả lời lại, đúng không? Đúng, nói qua nói lại để tham khảo ai đúng ai sai thôi. Đằng này nó quá tàn nhẫn, quá độc ác, cái lương tâm nó bị gọi là bị con gì cắn mất tiêu rồi, bị tha đi rồi, nên nó muốn dồn người ta vào cái đường cùng, nó muốn dồn người ta, muốn triệt hạ. Tại biết tại sao mà hiện tại bây giờ nó chống đó, đã chống chị Ni không? Bởi vì nó lật đổ chị Ni, trước sau nó tấn công đến chị Hồng Loan đó, chứ không có đằng đẵng. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm nghe mọi người. Cũng có thể là như vậy, tại vì chị Loan rồi cô chú anh chị mình biết rồi, chân chất thật thà quá. Đúng rồi. Còn chị Ni thì đại diện phát ngôn đó, đại diện phát ngôn và cũng như là cái kinh nghiệm, cái đường đời của chị Ni từng trải khá là nhiều, nên chị Ni có thể vững vàng hơn, và có thể nhiều khi nó lật chị Ni, nó vô làm thay thế chị Ni làm đại diện phát ngôn. Ừ, đúng đó. Nó có nhiều mục đích của nó cô chú anh chị, chứ không có đơn giản. Các bạn này nó rất là thâm độc nha cô chú. Ngày xưa thì tôi còn nhớ đó, là nghe nó bảo các chủ kiến á, làm định đòi làm đại diện phát ngôn, nhưng mà đâu có được đâu. Đúng, làm sao mà được cái bà đó mà vô, chắc bây giờ tanh bành tái bẻ. Bởi tại đó. Sao biết không, tại biết sao chúng Năm cũng có một cái linh thiêng đó. Ừ, bác là tâm linh đó nghe cô chú anh chị. À, bác Năm linh thiêng đúng không, chúng có đơn giản đó nghe cô chú anh chị. Đây là cái tiếp theo nè, tiếp theo những cái comment của khán giả nè, khán giả kêu trời không mà cô chú anh chị, đây nè, quá trời khủng khiếp, Ni ơi, làm cho tới nha Ni, hãy cẩn thận bọn ác, khán giả lo lắng cho chị Ni lắm cả nhà.
Vậy mà tụi nó chửi là chị Ni cướp cái sách, chửi Ni ma cô, chửi Ni múa cột, chửi Ni nói là Ni đang bậy bạ này kia nọ. Thật sự mà nói, em nói nha, là những cái vấn đề của nó nói càng nói thì được chị Ni được càng được yêu thương. Em chẳng hiểu luôn. Rồi có một thông tin dạo gần đây nữa, nó nói đó, chị Ni cùng với lại chị Beo và chị Beo với chị Ni rồi chị Hồng Loan này kia nọ, nó đồn đó, là chị Ni rửa tiền nữa cô chú anh chị. Rửa tiền hả? Đó. Thật sự mà nó nói là nó quá bậy bạ luôn. Thật sự bây giờ không lẽ là em đem tiền ra em rửa giùm chứ. Đây. Thì mình rửa cũng được nhẹ. Đây nè. 200 lấy nước rửa ta. Ông rửa giùm tôi cái. Rửa. Em rửa tiền nè cô chú anh chị. Đang rửa tiền nha. Rửa tiền cho 200 mới can luôn. Đang rửa tiền giùm chị Ni nè. Đó chị Ni đó. Thấy chưa? Quá xá luôn á. Bây giờ em rửa tiền sạch bóng luôn mọi người. Mình nhúng nước mình rửa cũng được đó, đâu cô chú anh chị. Thôi chứ bộ mình lấy tiền ra mình xài hay đưa chai cũng là có vấn đề gì à. Một lát nữa lấy một cái thao mình để miếng xà bông vô bắt đầu mình rửa, gọi là rửa tiền đó. Tụi nó đầu óc nó ấu trĩ quá cả nhà, và cũng như là đầu óc nó hạn hẹp quá nên nó có những cái suy nghĩ cạn quá, nông cạn quá. Não nó hơi ngắn á, não nó hơi nói chung là não nó có chất xám. Rồi ha, tiếp theo nè, đọc bình luận của khán giả nè. Ni nhớ bên CA an ninh, nhờ bên CA an ninh mạng đó. À, là nó sẽ không thoát nha, cho cái bà le le trừng phạt cái lũ kia quá trời là ác nè. Mọi người đang nghi ngờ là le le và Vũ Công Công thôi cả nhà, tại vì cái bà này á, lúc mà chị Ni gặp nạn á, là cái tụi nó lên rất là cười ha há hô hố và tụi nó uống nước dừa nha. Tụi nó uống nước dừa thì mình trong những người đó thì le le và Vũ Công Công, Phương Mama và Vũ Công Công cũng nằm trong cái diện tình nghi nha quý cô chú anh chị đó. Còn một khán giả khác thì Ni hãy cẩn thận nha, sợ tụi nó bị lộ nên làm liều đó. Đó khán giả thực sự rất là quan tâm, rất là nguy hiểm, quan tâm và lo lắng cho chị Ni luôn cả nhà. Nó làm liều có thể là nó tấn công, nhiều khi trước mặt mình nó không có làm nhưng mà nó làm lén sau lưng. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã yêu thương và ủng hộ chị Ni. Tụi em thì ở đây thì cũng nếu mà có gặp chị Ni thì cũng gọi là quay hình trực tiếp và chia sẻ và cũng như là quan sát bao nhiêu cái camera quay vào thì cô chú anh chị cứ yên tâm, và cũng như là sẽ có những lời nhắn gửi đến chị Ni và những lời cô chú anh chị mình nói ở trên đây á, thì chắc chắn là chị Ni sẽ đọc được hết á, mà chẳng qua là không thể nào trả lời từng người được thôi. Chứ tâm tư tình cảm và cũng như là những đóng góp ý kiến của cô chú anh chị mình, những cái quan tâm của cô chú anh chị mình, chị Ni sẽ nhìn thấy được hết đó cô chú anh chị ha. Đây nè, một khán giả khác là nói nè, bọn vì tiền mà làm những chuyện trái pháp luật, em cứ làm tới cùng vụ này, biết đâu xưa giờ bao nhiêu người bị vậy mà không hay biết. Trời có mắt, sống đúng lương tâm, có Phật gia hộ độ soi cho mình rõ hết, dù ngồi yên một chỗ em Ni ơi. Đó, có thể là cho trong lúc trước tụi nó cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà do người ta gọi là sức yếu thế cô, người ta không có lên tiếng được. Lần này ông trời ông cũng đã soi xét rồi, và cũng như là nghiệp của tụi nó đã chỗ ra rồi. Mỗi người đều có một cái nghiệp hết cả nhà ha, trước sau thôi, chỗ trước chỗ sau. Như giống như ông Hề đó, bây giờ ông chỗ rồi đó, đúng rồi đó, bị nghiệp quật rồi đó mọi người, nằm bệnh viện mà biết khi nào mới lại hồi phục cả nhà, nhiều khi không hồi phục nữa. Thật sự rất là nguy hiểm. Bây giờ nói ra mở miệng ra khẩu nghiệp mà nghiệp. Khẩu nghiệp thì em chịu. Thật sự là ông cho ông nằm chỗ đi để cho ông khỏe, chứ ông nói nhiều khi hết hơi. Nhưng mà em nói vậy tới lúc mà ông ngồi vậy thế nào ông cũng chửi. Mà ông ngu thì không ba mày. Ngày xưa sao? Mà phải ông theo mà gọi là yêu thương ủng hộ Hồng Loan. À đúng rồi. Thì biết bao nhiêu người yêu thương rồi. Đúng không? Lúc đầu ông cũng lúc nào cũng lên tay là con bé Loan dễ thương, con ghét của người sĩ của Linh bón hàng ngon hàng tốt. Bây giờ ông quay xe là ông cắn như y con hải cẩu, mà con cắn con heo vậy. Cắn y như con cờ hó hả? Ơn cờ hó cắn heo. Ôi đây nữa nè, đây nè. Đây cả nhà ơi. Đây. Đã lộ rõ rồi mọi người ơi. Đây. 7 phút trước chị Ni có tiếp tục là một ta tết nữa nè cả nhà. Mọi người nghĩ chuyện hành trình theo dõi của một người là đùa sao? Ni nào dám hâm he ai đâu, gần 3 tháng trời Ni mài mò cuối cùng cũng ra, hú hà. Rồi cô chú anh chị ơi, có người ha đứng ở phía sau, lúc nào chị Ni ở đâu đi đâu cũng có người chụp hình lén chị Ni nè. Chị nó chưa ra nó kìa. Gì khán giả vây bắt hả? Khán giả vây bắt nè, kế hoạch có tí thay đổi nè. Trời ơi, tới công chuyện rồi cả nhà. Đây rồi. Đây. Rất là căng.
Thì ra là tin nhắn này không biết là nó đầu thú hay là nó vô tình hay là ông trời ông có mắt này cả nhà. Đây đây đây, một lát nữa em sẽ cho cô chú anh chị mình xem nha. Thật sự mà nói, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh lạnh sống lưng luôn. Khán giả nó là tới công chuyện nè. Bạn này chuyên khôi phục hoặc xóa nick bị hack nè, làm rất uy tín, nhiệt tình, xong vào nick ok mới thanh toán, ghê vậy. Đây tự nhiên nó vô nó quảng cáo nữa. Quảng cáo nữa. Ờ nó quảng cáo luôn. Ngàn trái tim gửi đến chị, trời ơi. Trời ơi, quá trời đất luôn rồi. Những cái comment mà cô chú anh chị yêu thương chị Ni và bảo vệ những lời tiếng nói để bảo vệ chị Ni rất là nhiều luôn mọi người. Âm mưu hại người, quá trời là ác, thương chị Ni quá nè. Chuyến này cho bọn nó lên đường đi chị ơi. Thì bọn em cũng mong những một ngày đó nó sẽ vạch trần ra những cái kẻ mà đứng sau lưng ganh gan tức ở để hãm hại chị Ni đó cô chú anh chị. Thì em mong một ngày đã trả một cái giá thật cực kỳ chất lượng để cho mọi người khán giả như quý chị Ni hoặc Hồng Loan cho nhà. Nói tới đây thì thật sự quá lạnh sống lưng luôn cả nhà. Em còn nổi da gà cả nhà. Vì một cái chuyện nó sao ta? Phải như đó là chuyện gia đình của nó đó. Thì nó có thể triệt hạ Hồng Ni. Nhưng cái đây không phải là gia đình của nó, không phải là chuyện của nó chỉ chửi thơ chửi mướn hoặc là một cái tư thù cá nhân gì đó thôi, đúng không cả nhà? Nó có thể là dùng một cái chữ ganh, giống như cái bài hát của anh Linh Tý á, giống như thấy một người ta ganh. Thấy người ta được nó không được, bắt đầu nó ganh tị, nó dùng đủ mọi thủ đoạn để nó triệt hạ. Mà triệt hạ ở đây là triệt hạ bằng cả cái mạng sống của người ta, thì cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ. Nó quá tàn nhẫn luôn cả nhà. Cái này không phải con người nữa rồi, nó là một cái con gì, con cờ hó rồi, con thú rồi cả nhà. Trong con người, mỗi con người chúng ta đều có một cái bản, hai cái bản tính, đó là con và thú. Một khi mà chúng ta không có kìm nén được đó, thì cái tính thú nó sẽ lộ ra nhiều, như là tụi nó vậy đó. Cái tính thú của tụi nó lộ ra là nó nhai tươi nước sống người ta, giống như là nó cái mặt phải vậy đó. Đúng rồi, nó quay lại cái thời tiền sử, nó muốn ăn thịt sống người ta, cô chú anh chị. Nó muốn dòm người ta vào cái đường cùng. Cả nhà mình thấy quá tàn nhẫn đúng không? Quá ghê sợ luôn cả nhà. Thôi tới đây thôi, em chia sẻ cho cả nhà mình tới đây thôi nha. Có thông tin gì mới thì tụi em sẽ cập nhật liên tục cho cả nhà mình xem ha. Quá thôi bọn em quá ghê đó. Xin chào cô chú anh chị cũng rất, là mong là cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ chị Loan, chị Ni cho tới cùng với lại tụi em, để tụi em có cái động lực để làm nhiều video và nhiều thông tin mới nhất, cập nhật nhiều thông tin mới nhất gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.